Hello mọi người, hôm nay á thì Diễm làm một cái video chia sẻ về những cái đồ dùng dụng cụ trong nhà bếp, nó dụng cụ nhưng mà thật là những cái máy móc á. Tại vì có chị nhắn tin yêu cầu Diễm là hướng dẫn cái sử dụng cái nồi cơm điện, tại vì chị mới mua nhưng mà chị không có biết sử dụng như thế nào á. Thì sẵn Diễm làm video á, Diễm chia sẻ luôn cái cách hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện, là Diễm giới thiệu sơ luôn những cái máy làm bánh nè, máy xay. Những cái máy đó thì Diễm xài Diễm thấy rất là ok nên Diễm cũng muốn chia sẻ, tại vì cũng có nhiều cái câu hỏi hỏi là cái máy này hiệu gì rồi bao nhiêu watt này đó. Thì sẵn làm một cái video để nếu mà mọi người muốn xem thì vô xem ha. Thì đây là cái nồi cơm điện này nè, cái này là hiệu Tiger, Diễm mua lúc mà Diễm đi chơi ở Singapore đó. Cũng có coi ở Việt Nam nhưng mà cái nồi ở Việt Nam thì nó cũng giống như vậy, nhưng mà lúc mà qua Singapore chơi thì ngay lúc đó nó đang hạ giá, nó hạ tới như 30-40% gì đó nên nó thấy là mua liền luôn. Thì nói chung máy móc ở nhà thì ông xã Diễm á, hay là canh là lúc mà hạ giá ảnh mua không mà, tại vì nếu mà nguyên giá thì nó rất là mắc. Mình cứ canh đi, lúc nào mà hạ giá là mình mua liền thì mình sẽ mua được cái giá tốt và cái đồ nó cũng tốt nữa. Thì cái nồi này á, nó là hồi lúc coi cái giá ở Việt Nam ấy là Diễm nhớ là hình như là 11, 12 triệu gì đó, nhưng mà ở Singapore nó giảm giá thì lúc đó mua cũng hình như ngàn ngàn đô sing hay sao, không nhớ, lâu quá rồi không nhớ, mua cũng năm mấy rồi thì rất là hài lòng. Thì ở trong đây á, cái nồi này á, nó có cái này nè, để Diễm quay gần nha. Thì cái nồi này nó làm rất là chắc chắn đó. Ở trong đây nó giống như là nó đúc bằng nhiều cái lớp đó, gọi là không biết tiếng Việt mà gọi là gì, nhưng mà mình nấu cơm rất là ngon. Tại vì Diễm nấu cơm thử với một cái nồi bình thường đó, với lại cái nồi này thì thấy cái gạo nó dẻo hơn rất là nhiều. Và cái nồi này mình có thể nấu được cơm gạo lứt rồi nấu cháo, rồi nó cho mình thêm mấy cái đồ để mình hấp nữa. Thì cái cách sử dụng là như vậy, là bỏ vô đây nha. Thì ở đây là mấy cái nút để mình sử dụng á, thì cái nút này là để mình giống như là mình cho gạo vô, sau khi mình chọn những cái chức năng của nó thì mình sẽ bật lên mình nấu đó. Thì ở đây nó có rất là nhiều, ở đây á cái để đây là plan này là mình nấu cơm bình thường nè, dùng ra tức là mình nấu nhiều loại trong đó đó. Cái này là nấu tiết kiệm nè, cái này nấu nhanh, rồi nấu như cái này là vừa nấu với vừa hấp luôn. Cái chữ brown này là mình nấu gạo giống như là gạo lứt á. Rồi cái này là nấu cơm nếp nè, rồi cái này nấu cháo, rồi có hấp, rồi có slow cook, rồi có cái Gaba Plus này Diễm không biết, Diễm chưa có thử. Còn cái long grain này là như mình nấu gạo basmati đồ thì mình nấu. Thì thường á, Diễm xài nhiều nhất á, là cái chỗ nấu cơm nè, cơm trắng á, với lại nấu gạo lứt thôi. Nấu gạo lứt cũng rất là ngon, và nấu cơm trắng càng ngon hơn nữa. Thì gạo lứt á, thì để nấu ngon á, là mình nên ngâm gạo trước khoảng cỡ ít nhất 8 tiếng á, thì mình nấu mới ngon. Thì thường á, Diễm ví dụ như sáng đi, Diễm sẽ vo gạo xong rồi cái Diễm cho vô trong nồi, Diễm để đây luôn. Đại lại là bắt đầu mình sẽ hẹn giờ. Cái này nó có cái chức năng hẹn giờ rất là hay. Thì giờ á, cách hẹn giờ á, là mình thí dụ như chiều 5 giờ chiều đi, mình muốn ăn cơm thì mình sẽ bấm vô đây 5 giờ chiều, thì đúng 5 giờ là cơm nó sẽ chín và mình có cơm mình ăn. Thì bận á, thì mình cứ làm rất là tiện, thì mình bấm vô cái chữ chữ time này nè đó. Thì nó sẽ ở đây nó có hai cái giờ, một cái giờ thứ nhất và một cái giờ thứ hai. Thì tùy, thường giờ thứ nhất ví dụ như mình chọn buổi sáng đi thì tối đó mình ngâm gạo, còn nếu mà giờ thứ hai là buổi chiều á, thì sáng mình ngâm. Thì ở đây giờ thứ nhất Diễm chọn là 10 giờ sáng, nhưng mà bây giờ ví dụ như Diễm muốn chỉnh lại đi, Diễm chỉnh sáng 7 giờ sáng mình có cơm ăn, thì mình vô cái chỗ này là hour nè, mình chỉnh giờ lại 7 giờ sáng, thì mình chỉ cần bấm lại thành 7 giờ sáng thôi đó. Này nó tính theo 24 tiếng á đó. 1 giờ sáng, 2, 3 đó, 7 giờ sáng. Còn ví dụ như 7 giờ 30 phút hay 7 giờ 15 đi thì mình bấm phút bên đây. À, cái này nó không có 15 mà nó có 10, 20, 30. Thì ví dụ như 7 giờ 30 đi, mình bấm xong này, cái là mình bấm cái nút short này á, thì nó sẽ tới 7 giờ 30 sáng thì cơm nó sẽ chín xong xuôi cho mình ăn. Đó, mình nhắm như vậy. Đó, thì cái hiện lên cái nút xanh ở chỗ này á, là nó bắt đầu nó sẽ nấu. Bây giờ tắt nha, tại vì không có cơm nữa, chỉ bấm thử thôi. Ở trong cái nồi à, nồi ở trong này nè,
thì nó sẽ có những cái phần để sẵn cho mình đong nước dễ dàng luôn. Thì cái chữ này là mặt cơm trắng nè, plan này là cơm trắng. Ra thí dụ như mình nấu cơm mình trộn thêm đậu, những cái đậu đồ vô á, ăn cho nó bổ dưỡng hơn á. Còn cái long gram này là gạo basmati, gạo mà gạo hạt dài mà dạng khô giống như kiểu gạo của Ấn Độ á. Rồi ở đây á, nó có cái chữ này là chữ brown nè, mấy chị thấy rõ không, đứng che không à, cái này là chữ brown nè. Rồi cái chữ này là Swiss là cơm nếp á, thì nó có sẵn cái lượng nước luôn, mình chỉ cần đong gạo vô xong, thí dụ như cơm đi mình nấu 2 lon thì mình sẽ đong nước đúng 2 lon ngay đây. Còn nếu mà gạo lứt á, thì 2 lon sẽ nó sẽ nhiều nước hơn, nó sẽ bên đây. Rồi cái này là cơm nếp đây, thì nó sẽ ít nước hơn, thì 2 lon thì nước chỉ nằm dưới đây thôi. Để bấm là nấu cơm thì rất là đơn giản, sau khi mà vo gạo xong mình đậy nắp lại ha, thì mình sẽ chuyển qua hai cái mũi tên này nè, để mình di chuyển những cái chức năng nấu cơm nè. Bây giờ Diễm đang là để gạo lứt đúng không, thì bây giờ mình muốn chuyển lên mình nấu cơm là vô cái chữ plan này nè. Đó, đây bấm ngược, bấm lên lại. Nó chỉ cái mũi tên về đây, xong mình chỉ cần bấm cái nút này là nó sẽ nấu cơm. Đó, nó đang nấu là nó tắt nha, tại vì không có cơm gì trong đây hết. Nó tắt thì bấm cancel thôi. Còn để mà rửa thì mình lấy cái phần nồi trong đây ra mình rửa, với lại cái phần trên đây nè, cầm hai tay nữa đó. Gắn vô thì mình cũng để vô vậy, còn gỡ ra thì mình nhấn xuống như nè, nhấn hai tay xuống mình gỡ ra, thì mình đem cái phần này mình rửa thôi. Còn trong đây thì nó rất là sạch, không có cần phải rửa gì hết. Cái phần này thì mình sẽ đem mình rửa. Đây là cái máy đánh trứng nhồi bột mà dạng đứng á, gọi là stand mixer. Thì mua cái máy này á, hồi lúc mua là cũng được hạ giá tí xíu, là cũng khoảng cỡ 700-800 đô gì ạ. Dạ, nói tới 1700 quá. Thì lúc trước thì Diễm cũng có xài cái hiệu này nên rất là hài lòng. Mà xài cái máy cũ thì cũng được 5-6 năm gì rồi, nên là ông xã cũng muốn đổi máy mới. Chứ thật ra cái máy này mình mua hơi mắc tiền hơn, nhưng mà mình xài rất là lâu, nó bảo hành cho mình tới 10 năm lận. Mà Diễm xài cái hiệu này thôi, chưa có xài mấy hiệu kia, nhưng mà xài thì thấy hài lòng quá nên là mới mua tiếp tục. Thì bây giờ Diễm sẽ bật cái máy lên để mình nghe thử là nó chạy nó có êm đồ hay không ha. Giờ Diễm bật thử thì cái này nó mới nên thành ra nó đèn được nhiều á, mình nhìn mình thấy đèn mình thấy nó màu đen lắm á. Mình bật đây, nhấn vô thì nó lên đèn xung quanh nè. Cái này là cái số nhỏ nhất nè, Diễm bật cái số lớn nhất nha, mình nghe thử ha. Thì cái số lớn nhất của nó là nghe như vậy đó. Thì lúc mà mình đánh bánh thì mình nghe, nhưng mà nếu mà mình giống như mình có chả đồ thì nếu mà thịt còn cứng thì cái máy nó sẽ lắc nha. Nó cái máy này thì Diễm thấy nó vững hơn cái máy cũ của Diễm tí xíu, nhưng mà nó cũng lắc nhiều. Thì mình phải dịnh đây, rồi sau khi mà thịt nó tan ra bớt đó, thì mình cứ để đó, không có sao hết. Nó đó, mình để đây thì nó nặng nên là nó rất là chắc. Và trên đây nó có cái cây đèn nữa, Diễm thích cái cây đèn là tại vì bây giờ Diễm làm video, Diễm quay phim á, nếu mà có cây đèn á, mình quay mình rọi vô thì cái video của mình nó rõ hơn. Nên là lúc tới thích cái đó nên mới mua cái này. Đó, quên phải bật cái này lên. Lên, bật lên nó bật đây được. Đó, nó có cái đèn dưới đây nè, mình nhìn nha, mình sẽ thấy nó rõ hơn. Còn đây là những cái dụng cụ mà nó kèm theo cho mình lúc mà mình mua. Thì cái cây này là sẽ là cái cây nhồi bột ha. Cái cây có dòng sắn này là cây nhồi bột. Cái này á, là cái giống như chữ khô vậy đó. Thì mình sẽ dùng để mình quết chả. Nó rất là nặng luôn á. Nó nặng, nó chắc vậy nè, nên là mình quết ngon. Còn cái này á, để mình bánh. Ví dụ như mình làm mấy cái bánh như là bánh bánh cheesecake, bánh phô mai đồ, để đánh ra cho nó tan ra đó, thì mình dùng cái này cũng được, đánh mạnh đánh nhanh lên. Hoặc là làm mấy cái bánh cà rốt đồ thì mình sử dụng cái này cũng được. Rồi cái này là cái đồ để quết nè. Thì mình quết chả quết đồ, mình lấy cái này ra lúc mà thịt nó đã tan ra, nó không còn cứng trong đá, thì mình lấy mình quết cái này cũng được. Diễm ít xài lắm tại vì nó không rửa. Nếu mà mình xài cái này lúc nào đánh cho thịt nó còn trong đá thì mình xài cái này luôn, mình khỏi với mất công mình rửa cái này.
ha. Cái này thì cũng dùng để quết nè, cái cây này là mới, thì mua cái máy sau này mới có, là nó dùng để nó trộn bột á. Thí dụ như mình đánh bánh bông lan xong á, cái mình rây bột vô thì nó trộn như mình luôn, mình khỏi phải trộn mỏi tay. Diễm còn thiếu một cái nữa để Diễm lấy ha, là cái đồ đánh cho trứng nó bông lên. Đây là cái đồ để đánh cho trứng bông lên nè, đánh để đánh lòng trắng trứng hay là đánh bánh bông lan đó, cũng được, là cái cây này nha. Thì cái máy này á, nếu mà mình mua mình sử dụng là mình chỉ mua như vậy thôi là Diễm thấy rất là ngon rồi, không có cần phải mua thêm không có cần phải mua thêm mấy cái dụng cụ kèm theo như là cái cối xay này kia. Diễm cũng đã mua một cái cối xay riêng của nó rồi, mắc lắm nha. Cái máy này mình mua tiền nó quy á, Diễm mua cái máy này gần 6.000, trong khi cái cối xay mà lúc đó thích quá nên kêu ông xã mua đó là cũng 1.500 2.000 gì đó, mà xay không ngon. Xay lúc đó Diễm mua về Diễm xay xong Diễm xay chả xay thịt được, thấy nó bị bở, tại vì cái dao của nó là cái dao răng cưa chứ không phải là như cái dao mà cái máy của máy Philips, chút xíu nữa Diễm sẽ giới thiệu, thì nó xay làm cho cái thịt của mình nó bị nát á, thành ra mình làm giò chả không có ngon. Nếu mà mình thích làm giò chả đồ thì mình nên dùng cái mình hay làm á, thì mình nên mua cái máy này nè, cái máy đứng này nè, thì Diễm thấy là quết là ngon nhất. Tại vì á, mình quết á, nó không có bị nóng cho cái trục nó rất là lâu nóng, và mình quết cái sớ thịt á, nó giống như là nó dẻo, nó nhuyễn ra hơn là mình dùng cái máy xay. Cái máy xay giống như nó xay nát ra đó thì nó sẽ bị nát quá đi, nó nếu mà nóng chục rồi nó làm cho thịt mình bị bở luôn. Vì vậy nếu mà mình thích làm giò chả đồ thì mình nên mua cái máy này, rồi mình chỉ cần dùng cái này thôi là mình quá chả đã ngon. Và cái công suất á, thì mình nên mua từ 1.000W trở lên thì nó mạnh á, mình quét được nó nhanh hơn. Còn nếu mà những cái máy thấp mà dưới 500W thì rất là cực, làm thì cũng được nhưng cực lắm, tại vì mình quét khoảng cỡ 5 7 phút mình phải đem vô trong tủ đá mình cất vô cho nó lạnh lại thịt. Còn cái nếu mà thịt nó nguội rồi á, thì mình làm á, thì hên xui nha, hên á, thì nó sẽ dai, còn xui là nó bở dữ lắm luôn. Nên là Diễm lúc mà Diễm làm video á, thì Diễm lúc nào Diễm cũng dặn là phải giữ thịt lạnh mùa này kia, tại vì mình đã làm quen rồi á, mình nhìn thịt là mình biết liền là nó sẽ bở hay là không bở. Nhưng mà nếu mà mình làm chưa có quen thì mình luôn nhớ là mình giữ cho thịt nó lạnh, nên là như vậy thì mình làm nó sẽ thành công. Tiếp theo nữa Diễm muốn giới thiệu đó là cái máy này. Thì cái máy này là cái máy tức là máy xay đa năng á, mà nó có cái ao như vậy. Thì cái này là cái hiệu Philips. Diễm biết cái máy này á, là nhờ chị Bình khuyên á. Hồi lúc trước có Diễm hay xem video của chị á, thì chị hay Diễm thấy xài cái máy này thì Diễm mua Diễm xài thử là Diễm rất là hài lòng, tại vì nó không có mắc tiền đó, nó rất là rẻ, rẻ nhất so với những cái máy mà Diễm có. Là lúc đó Diễm mua ở Na Uy này á, thì mua chỉ có hình như 200 mấy 300 gì á, rẻ quá. Lúc đó kêu mua thì ông xã mới nói là rẻ quá không có biết là có tốt hay không, nhưng mà Diễm nói Diễm thấy xài tốt, Diễm thấy cái chị Bình khuyên chỉ giới thiệu, Diễm thấy xài xài chả đâu được, nó không có bị nóng trục, và Diễm mua về xài thử thì Diễm thấy rất là hài lòng. Thì nó chỉ có 650 W thôi, và cái âu này á, nó cũng nhỏ nhưng mà nó mình xay, ví dụ như mình ăn ít ít á, nhà ít người á, thì mỗi lần mình xay khoảng cỡ 400 500 g thịt tối đa thôi nha, đừng xay hơn nữa, tại vì nếu mà xay hơn nữa thì nó sẽ nhiều quá đó, nó không có đều, nó không có nhuyễn được, và nó dễ bị giống như là bị nóng trục á. Là cái máy này nó chỉ có hai số thôi, số 1 với số 2 thôi, đơn giản rất là dễ xài. À, tốt, cái hiệu Philips á, Diễm thấy rất là tốt, Diễm xài rất là nhiều cái đồ dùng của hiệu Philips này, rất là hài lòng, xài tốt lắm ha. Thì cái máy này á, lúc mà mình mua thì nó sẽ có kèm theo cho mình những cái này để Diễm lấy. Đây là những cái đồ mà nó kèm theo, thì mấy cái này để mình giống như mình bào đồ cho nó nhanh á. Cái này nó có trên đây này rất là nhọn và bén, thì ví dụ như bào khoai mì đồ bào để mà nhuyễn ra thì mình sử dụng cái này. Còn cái này để mà bào giống như bào sợi á, mà cái sợi này thì bào nó hơi nhuyễn nha. Cái này là để mình giống như mình bào củ hành đó, bào ra thành từng miếng. Này lúc mà mình cái này thì mình lúc mà mình xay xay chả rồi thì mình sẽ giữ sử dụng cái này. Cái này tại vì nó có cái lưỡi dao, nhưng mà như nãy Diêm có nói, cái lưỡi dao này nó bằng vậy nè, nên là nó cắt thịt nhưng mà nó kiểu như nó không có làm cho thịt nó nát nhừ như là cái máy cái hiệu của Kenwood mà Diêm mua. Nó làm thịt nhừ lắm, cái này như lưỡi dao. Cái này thì ví dụ như mình xay tôm mình làm để đánh cho nó tơi đồ ra thì mình sử dụng cái dao bằng cao su. Mấy này là kèm theo á,
để gắn vô, để gắn vô trong cái máy, gắn vô máy. Lúc mình gắn thì người ấy để vô ngay cái clip vậy á, thì gắn vô xong rồi để vô trong cái cối xay bên đây để mình xay. Tiếp theo là cái máy đánh trứng cầm tay này nè. Cái máy này thì mua cũng lâu lắm rồi, mua hình như cũng 4-5 năm gì á, mà xài rất là tốt. Thì nó hiệu Bosch á, nó có 350W thôi nhưng mà Diễm xài thấy được lắm. Thì nó chỉ có 5 số thôi. Cái này thì ví dụ như mình đánh bánh bông lan hay là mình đánh cái gì mà ít á, nhồi bột ít á, thì mình lấy cái máy này ra mình xài rất là tiện, mình không có phải lau dọn rửa nhiều. Thì cái que này là để đánh bông trứng lên nè. Còn cái này thì để như mình nhồi bột. Thì nhồi bột cái này cũng ngon lắm. Ví dụ như mình nhồi mà dưới 400, năm tối đa là 500 gram bột thì nhồi rất là khỏe là được ha. Còn nếu mà nhiều hơn thì không có nên nhồi nó, tại vì nó cũng yếu lắm, nhồi tí xíu là nghe cái máy nó hơi khét. Nó hơi nóng nóng cái máy đó, nên là mình nếu mà nhồi nhiều thì không có nên xài. Có bạn làm cái công thức bò viên của Diễm á, sử dụng cái cây sắn này luôn nè, mà bò viên cũng dai ngon luôn. Diễm thì Diễm chưa có làm thử, mà Diễm lúc mà Diễm nghe vậy Diễm cũng wow, làm bằng cái cây này cũng được luôn đó. Thì mình muốn mình làm thử ha. Đó thì là cái máy này. Cái máy này á, nếu mà mình không có tiền hoặc là mình muốn tiết kiệm, mình không có đủ để mình mua một cái máy mà nó tốt, nó bự, nó to đó, thì mình sử dụng máy này cũng được đó. Rất là gọn luôn và xài bền nữa. Rồi tiếp theo là cái máy mà xay, mà máy xay cầm tay mà dạng đứng á, mình cầm vậy mình xay nè. Thì cái máy này á, nó rẻ mà nó xài rất là tốt. Diễm lúc mà Diễm mua là tại vì Diễm hay nấu món súp rau củ á, rồi thằng nhóc nhà Diễm nó ít ăn rau lắm nên là Diễm phải xay ra đó. Thì Diễm mua cái này với lại để xay cho nó đó. Nhưng mà mình mua xong cái mình thề mình thấy được quá, tại vì ví dụ như mình xay lá dứa hay là mình xay mấy cái mà cần nhuyễn mà không có cần mà phải nhiều á, tức là xay với cái số lượng ít á, tại vì trong đây á nó sẽ có, đi mở ra nó sẽ có một cái đồ cho mình đựng á, mình xay luôn nên thành ra rất là tiện. Mà xay ít thì nên xài cái máy này. Thì cái này còn nguyên trong hộp luôn, tại vì mới kêu xả thấy rẻ mua giùm để dành. Tại vì nhiều khi xài nhiều quá, đang xài cái máy á, nó bị hư á, là mình có cái máy khác mình thế vô liền á để mở ra. Thì bên trong nó có cái cây này để mình cầm mình xay, nó có hai cái nút ha, một cái nút trên là số 1, số 2, thì số 2 thì nó sẽ mạnh hơn. Và đây là cái đồ xay của nó nè, xuất qua cho dễ thấy. Đây là cái đồ xay. Thì có nhiều loại, có cái loại mà bằng sắt nữa, nhưng mà Diễm thì tại vì Diễm xay lúc mà Diễm mua cái này, Diễm mua cái bằng nhựa, tại vì cái này nhựa này nhưng mà nó chịu được nóng, với lại nó cái đồ bằng sắt sao Diễm thấy nó cạ vô cái nồi á. Rồi lúc mà Diễm xay xong Diễm thấy cái nồi nó bị trầy, thì Diễm thấy là không biết là nó có ra nhựa, ra cái chất sắt hay chất gì, không biết là có tốt hay không, nên là Diễm không có thích mua cái đồ bằng sắt mà Diễm mua cái đồ bằng nhựa như vậy. Cái này nó chịu được nóng luôn á, thì nó sẽ cho mình thêm cái đồ đựng này, không biết gọi tiếng Việt là gì. Thì mình xay á, lúc mà mình xay á, xay lá dứa thì trong mấy cái video Diễm có quay đó, mình bỏ đi mình xay nó ít gian lắm, tại vì nó cao á, xay nó nhuyễn lắm luôn á. Cái máy này nó rất là tốt, rẻ nữa, nên Diễm muốn chia sẻ nếu mà mình xay nhiều, với lại mình xay sinh tố cũng được luôn, nhưng mà sinh tố này thì xay nước đá cũng được nha, chỉ xay sinh tố mềm thôi, nước đá thì nó hơi cứng. Cái máy này thầy thì thấy rất là hài lòng nên cũng muốn chia sẻ. Tiếp theo là cái máy là mì Philips. Cái máy này thì Diễm mua trên cái website của Philips luôn. Lúc đó thì mình vô trong cái tiệm điện máy đồ của Na Uy, nó không có còn bán nữa, thì mình phải vô trực tiếp cái trang của Philips Sotheno thì mình mua. Thì mua cái máy này lúc đó mua cũng không có mắc lắm, nhưng mà mua mấy cái khuôn thêm để kèm theo thì lại mắc hơn, thì rất tại vì tiền gửi đó. Nhưng mà lúc mà mình mua cái máy này thì nó đã cho mình kèm theo những cái khuôn á để mình dùng, thì cũng đã tương đối là đủ rồi. Thì để Diễm quay gần mấy cái khuôn ha, cho mình theo 8 cái khuôn, thì một cái khuôn á ra mì sợi vuông vuông thì Diễm gắn trong cái máy, còn đây lại còn lại 7 cái nè. Thì cái này á Diễm làm mì quảng đồ Diễm hay lấy ra Diễm xài, thì cái khuôn mì dẹp này nè, này để làm mì Ý á. Còn cái này thì mình làm bánh phở đồ cũng ngon nè. Cái khuôn này thì mình làm bún, bún sợi to to để mình ăn, ví dụ như bún bò quế, bún riêu rồi đó. Còn cái khuôn này thì nó rất là nhuyễn, để mình làm bún sợi nhuyễn hoặc là mình làm mì tàu thì mình làm khuôn này.
Rồi cái này nè, để mình làm cái sợi mì dẹp hơn nữa, mì ý á, hoặc là da mình thích có, nếu mà mình không có khuôn bánh canh nên mình lấy ra cái khuôn này mình làm cũng được. Còn cái này thì để làm lasagne của Ý á, nhưng mà Diễm có thử lấy làm Quỳnh Thánh á, thì Diễm thấy nó dày quá đi, không có ngon. Cái này để mình làm nui nè, khuôn này làm nui thì nó, lúc mà Diễm mua thì nó kèm theo cái này là cái cây cắt bột. Rồi cái này là giống như là để mình khựi bột ra cho nó dễ đó. Còn cái này nè, có cái này để mình mấy cái lỗ nhỏ như mấy cái khuôn mà mì này nè, mình chọt vô rồi cái mình rửa bằng cái này. Với cái máy Philips này, nếu mà hỏi Diễm là có nên mua hay không á thì cũng khó trả lời. Tại vì á, nếu mà mình có thời gian nhiều với lại mình thích ăn mà bổ dưỡng á, là tự mình làm bún ra sạch sẽ đồ á, thì mình nên mua. Còn nếu mà mình rất là bận rộn á, bận lắm luôn á, kiểu như là đi làm về là phải có đồ ăn liền, hoặc là không có thời gian để mà chuẩn bị á, thì không có nên mua. Tại vì mua cái này á thì làm nhanh, nhưng mà không phải nhanh, không phải thiệt là nhanh, nhưng mà nó cũng không có mất nhiều thời gian lắm, nhưng mà mình phải dọn, mình rửa đồ đó. Thành ra nên nếu mà mình quyết định mình mua thì mình nên suy tính cho nó kỹ, là xem là mình có thời gian để mình làm không, rồi nó có tiện lợi cho mình không. Bất cứ cái máy móc nào cũng vậy, một khi mà mình mua thì mình phải suy nghĩ, mình tính xem là cái kinh tế của mình như thế nào, rồi mua mình có xài nhiều hay không. Còn nếu mà mình một cái máy mà mình mua mình xài một hai lần đó, thì mình không có nên mua. Tại thật ra Diễm rất là nhiều máy luôn, máy gì cũng có, không phải nhiều khi nói mình nổ mà không có. Tại vì ông xã thì là một người rất là thích mua đồ điện máy đồ, ảnh cứ hả lâu lâu là ảnh vô trong mấy cái trang web nó hạ giá là ảnh mua. Nhiều máy mình không kêu mà ảnh cũng mua luôn, máy làm kem, máy nấu slow cook, rồi máy nấu súp, rồi nói chung là máy gì cũng có hết. Ở đây có, nói chung là mua trên net được là có hết, nhưng mà không xài đó. Thì những cái máy mà Diễm giới thiệu ở đây là Diễm thấy Diễm hay xài nhất thì nên mua. Còn nếu mà mình không có xài á, như hồi lúc trước cũng thấy cái máy làm súp cũng thích, cũng mua về nấu chắc được 2-3 lần xong cất để đó. Máy làm kem cũng vậy, cũng thích, mua về làm được 2-3 lần mà nghĩ ăn kem nhiều quá thì không có tốt nên là cũng cất luôn để đó. Rồi cái máy slow cook cũng vậy, mua xong rồi về nấu được mấy lần xong rồi cũng để đó luôn, tại vì nó nặng, với lại nấu mà 7-8 tiếng đồng hồ á. Hồi lúc trước thì hay hầm bánh tét á, thì cũng lấy ra hầm nhưng mà không có xài nhiều thì không có nên mua đó. Thì cái máy Philips này á, Diễm giống như là 50-50 đó. Diễm thấy là nếu mà mình có thời gian nhiều á, thì mình nên mua. Còn nếu mà mình không có thời gian, mình quá là bận rộn thì mình không có nên, tại vì mình mua mình cũng ít xài ha. Tiếp theo á, là cái nồi áp suất điện. Thì nồi áp suất điện á, có nhiều loại lắm, mà hai cái hiệu mà Diễm thấy xài tốt nhất đó là Philips với lại cái Instapot này. Cái Instapot này là sao này Diễm mới biết, Diễm mua Diễm xài thử đó, thì Diễm thấy xài cũng được, cũng ok. Thì mình, nếu mà mình có cái nồi này đó, thì mình nấu đó, nó cái tiết kiệm thời gian hơn cho mình, tiết kiệm điện hay không đó, thì cái đó thì chưa có chắc được. Tại vì có những cái nồi giống như nồi ủ đồ này kia thì nó tiết kiệm điện hơn được rất là nhiều, nhưng mà cái nồi này thì nó hầm mau, tức là thịt, ví dụ như thịt bắp bò đi, Diễm hầm mà ngoài nồi bình thường thì khoảng cỡ 2-3 tiếng, trong khi cái này để vô chắc chừng 5-10 phút rồi nó mềm rồi. Thì cái nồi này cái ưu điểm nó nhanh, nhưng mà Diễm thấy là hầm thịt thì nó giống như nếu mà mình canh không có đúng á, với lại thịt có khi mình mua thịt nhầm, thịt non hoặc thịt già thì nấu á, mình canh không đúng thì nó bị nhừ ra, nó nhừ cái kiểu mà nó mềm quá đi á, nó không có thật sự là nó ngon. Nếu mà ngon là mình phải hầm lửa từ từ, hầm thời gian lâu á thì cái thịt nó rất là ngon. Còn cái nồi này á, thì nó tiết kiệm thời gian cho mình thì mình hầm nó nhanh hơn, với lại nấu mà nước lèo á, nấu súp để nấu phở đồ á, thì hầm cái xương á nó ra được cái nước nhiều lắm, nó ra được cái nước ngọt từ xương nhiều, nó cái nước nó trong. Hầm thì nó nhanh hơn, tại thường xương á mình hầm ở ngoài 4-5 tiếng á, ít nhất á thì nó hơi mất thời gian cho mình. Nếu mà mình bận hay cái gì đó thì mình nấu bằng cái nồi này thì nó nhanh. Thì cái nồi này á nó nhỏ nên là nấu á, thường ví dụ như nếu mà nhà đông á mà hầm một cái nồi phở như vậy là không đủ, thì mình phải hầm 2 lần, hoặc là mình phải hầm xong rồi mình ra mình cho thêm nước lạnh vào thì Diễm thấy là không có ngon. Thì nồi này cũng rất là dễ sử dụng. Thì có rất là nhiều cái youtuber cũng là nhiều cái trang web á chia sẻ cái cách sử dụng này,
Nồi này thì mọi người có thể xem ha, khi nào mà có thời gian thì Diễm sẽ chia sẻ vài cái món ăn làm bằng cái nồi này nha. Thì cái nồi này á, nếu mà mình muốn mua thì cũng nên mua, tại Diễm thấy hầm xương đồ rất là nhanh và cũng tiện ha. Tiếp theo á, là cái nồi chiên không dầu nha. Thì cái nồi chiên không dầu này nói chung là xài cũng ok. Nếu mà mình dạng như mình thích ăn kiểu mà bổ dưỡng ít dầu mỡ thì mình xài cái này. Nhưng mà nói gì nói không thể nào mà so sánh cái nồi chiên không dầu gì với lại cái cách mà chiên mình ngập dầu được ha. Tại vì cách chiên ngập dầu đã chiên là phải có dầu. Cho nên là cái nồi này á, mình dù mặc dù ví dụ mình chiên chả giò đi, mình quết cái tí xíu một lớp dầu mỏng lên, nhưng mà nó cũng thể nào nó giòn như là mình chiên bằng dầu được. Thì nếu mà mình thích mà bổ dưỡng với lại á, chiên mà nó không có bị văng dầu đồ ra thì mình mua cái nồi này. Chứ mà cái mà mùi á nha, thì cái nồi này nó vẫn có mùi, nó không thấy nào mà cái đồ chiên nó không có mùi được hết, nó chỉ không có văng dầu ra, cái bếp mình lau dọn dễ dàng thôi, nhưng mà nó sẽ cũng có mùi. Trời ơi, nhiều khi á, lúc mà Diễm chiên thịt đồ nó ra khói luôn, ra khói nữa, thì mình phải chiên với cái số nhỏ hơn, cái lửa nhỏ hơn, tức là cái nhiệt độ thấp hơn đó, nhưng mà nhiệt độ thấp hơn nó thì lại nó không có ngon. Còn nếu mà mình chiên với cái nhiệt độ cao hơn thì nó ra khói, tại vì thịt bên đây nhiều khi nó thấm nước tụi nhiều á, thành ra lúc với lại thịt đông đá đó, thành ra chiên nó ra khói dữ lắm. Thì cái nồi này hồi lúc muối mua xài cũng nhiều, nhưng mà sau này lại ít xài hơn. Nên thành ra cái gì cũng mua hết, nhưng mà xài không là do mình á. Nếu mà mình xài thiều thường mình thích thì mình lấy rồi mình xài cái nồi này, Diễm nói chung là cũng hài lòng, nếu mua thì thấy cũng được. Của Philips luôn. Cái nồi này thì cái dạng to thì mình có thể chiên được nguyên một cái con gà luôn. Rồi còn đây á, là cái máy xay sinh tố mà Diễm rất là hài lòng, Diễm muốn giới thiệu đó. Là cái này hiệu Bosch ha, nó tới 1000 như 1500 2600 watt, 600 watt lận á, thì nó xay nhuyễn lắm, nó xay rất là nhuyễn và rất là mạnh luôn đó. Có thể mình xay giống như milkshake được nè, bỏ đá vô nhiều, xay smoothie cũng được, nấu súp thì nó chịu nóng ha, nó chịu nóng nhiệt độ là như là 80 độ C tối đa max. Thì mình xay nhanh lắm, xay chỉ cần thường ví dụ như mình bấm cái nút này là nó xay xong nó tự tắt luôn, mình khỏi cái cần tắt. Thì xay Diễm xay gạo để Diễm đổ bánh xèo hay là làm bánh bò này kia thì Diễm đều sử dụng cái này để Diễm xay. Và ví dụ như tại vì nhà rất là thích uống cái sinh tố màu xanh á, tức là bỏ thêm cải xoăn rồi rau bina rồi vô xay á, thì cái máy này cải xoăn nó xay nhuyễn như là bột luôn, thành ra uống không có bị lợn cợn á. Với tô nhà Diễm nó uống nó dễ dàng hơn nên Diễm thấy rất là tiện. Một cái nhược điểm á, duy nhất thôi Diễm không có thích là cái cối này nó bằng nhựa nên thành ra nó rất là mau dơ, nhất là xay ví dụ như mình xay chuối đồ á, là mình rửa xong rồi mình thấy mình rửa sạch rồi á mà ra nó vẫn còn bị đóng những cái này nè đó, nên nó khó chà rửa lắm, mà chà mạnh quá thì sợ nó bể, tại vì nó bằng nhựa thì mình sợ bể thôi chứ nó chắc nó không có bể đâu. Nhưng mà rửa gì mới khó, Diễm thích cái cối bằng thủy tinh hơn, tại vì nó rửa dễ hơn. Nhưng mà cối bằng thủy tinh á thì nó lại nặng hơn. Diễm có một cái cối bằng thủy tinh của cái hiệu Kèn Vượt ra lúc trước xài cũng tốt lắm, nhưng mà rất là nặng, mỗi lần rửa cái này thì nó nhẹ, mỗi lần rửa bằng cái cối kia thì rất là nặng tay. Nếu mà mình có điều kiện như lại mình thích xay sinh tố đồ uống cho bổ dưỡng, rồi ví dụ như mình thích xay thêm gạo để mình làm bánh đồ này kia đó, thì mình nên mua cái máy này ha. Cái máy này rất là tốt, xay nhuyễn lắm luôn. Và cuối cùng á, Diễm muốn chia sẻ chính là cái máy này. Cái này là để đồ giống như mình làm cho bánh mì rồi nó giòn lại, hoặc là mình làm những cái bánh mì mà ở trong mình kẹp thêm thịt nguội rồi phô mai á, mình kẹp rồi mình cho nó vô trong đây nè, làm á thì nó kẹp rồi nó làm cho bánh mì mình nóng rất là ngon. Để Diễm 10 lần nha. Nếu mà mình ăn mà mình có bánh mì mà mình ăn không có hết á, bánh mì ổ dạng bự hoặc là bánh mì Việt Nam cũng vậy nữa, mình cứ cho vô đây rồi xong rồi cái mình lại rồi mình chỉ cần bấm nút ở đây là mình kẹp lại, thì khoảng cỡ 5 phút á là bánh mì nó giòn rụm luôn, nó rất là ngon. Mình khỏi cần mất công mình phải cho vô trong cái lò nướng, nếu mà lò nướng mình to mình bật nguyên cái lò mình phải đợi lâu, với lại nó cũng hơi hao điện. Thì mình có cái này á, tiện lắm. Hoặc là hồi lúc trước Diễm có thử, Diễm lấy Diễm chiên bánh tét luôn, khỏi không có dầu mỡ nhiều, cho bánh tét vô và bánh tét nó nóng lên thì nó giòn ở ngoài ăn cũng rất là ngon. Thì cái này á,
mình mua để ví dụ như sáng á, mình không có biết làm gì ăn, hoặc là mình có bánh mì đông đá sẵn trong tủ lạnh á, thì mình cứ lấy thẳng trong tủ lạnh ngay trong tủ đông đá, lấy thẳng trong tủ đông đá ra, xong rồi cái mình cho miếng ketchup lên, mình cho miếng ketchup là tương cà đó, rồi mình cho miếng thịt nguội, cho miếng phô mai, mình kẹp hai cái lát bánh mì lại với nhau, mình cho vô trong đây, mình đậy lại, hẹn giờ đồng hồ 5 phút, lấy ra là mình có một cái bánh mì nóng giòn ở trong cái phô mai á, nó chảy ra ngon, là mình có được cái bữa ăn sáng. Đây. Đó, vậy là những cái máy mà Diễm muốn chia sẻ, cũng còn nhiều máy nữa nhưng mà Diễm thấy ít sử dụng lắm. À, nên là không có nên mua cái gì mình mua mình xài thì mình nên mua ha. Mình mua mà mình để đó mình không xài thì rất là phí. Thì Diễm cảm ơn mọi người đã theo dõi video rất là nhiều nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt.